ba sẽ nói sau của ba hoặc năm thôi. Đánh bố thôi. Thật ai đánh bố đâu phải là bảo ai mà về trước đấy thì cứ đánh xem nữa, còn chúng ta ở lại hai người nó đánh. Xin thầy công nhận. Thầy ơi thầy rốt cho chị xin tí. Đây này. À nước lạnh. Về mày đánh xem nữa nào. Ba mà tớ ở lại đánh xem. Ba sẽ về. Giờ đang cứu người đúng người. Ba anh lên nhanh lên. Đánh thôi đi. Lên giường đi làm cái gì? Em thông báo giờ để em truyền hai. Đang đứng bước một. Thôi thì em ăn cái nước chè vậy. Thank you.
Đây
Đây rồi. Đứng đặt vào tay gì đó. Tốt. Yeah.